ចាស់ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមកាលីនបានអះអាងថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់នៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការណាតូចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនេះបានតាមការចេញផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីតូគីលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមកាលីនបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាលោកប្រធានាធិបតីតាយីបអឺដូហ្គាននឹងចូលរួមចរចាជាមួយមេដឹកនាំស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់ក៏ដូចជាអង្គការណាតូមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនេះបានយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ថ្លែងប្រាប់
lại mũi chứ mũi kênh áp rõ tế phù rô bọc sư yết nâng phăng lắng nâng ai tì kê rong rơi xeo nhiệt ngay chăn sạp bà đà nị đáy bọn tọa mốc nâng miên cách bà chung châm nôn buôn xanh tiết cầm rạch mê đặc nóm đòi miên vọt tàm miên rô bọc lục bà thịnh nịa thập bà đầy ở đời gắn tờ tàm kà sạch nạch xông ở rô bọc bà mốc nà tù. Tù chìa giang ná lục kà linh bàn bàn chạy giang lục chân thà kà đài lục ở đời gắn chô rùm khăn ông cách cho cha chung mùi xoay át phăng lòng nâng nà tù ní mân mên miên nây thà dương phạp bà đô côl châm hồ ở rô bọc dương tì. Lục kà linh bàn bàn thèm thà tù kì chì mùi bà tích nâng đâm bàn bàl tích miên kà bà rộng bình kìa giang tù lùm tù lì lì kà đọc rai bà nhà hà hòi kà đọc rai nâng miên phía bà xa chương mũn bà xanh bà phụ kì bà rộng bình tạm xâm nở khăn ông cách bà chung kà rộng môn trái nây bà tê rô bọc dương nhiệt ngay chân nì. Cô bàn chạy thà kà bì đàm khai mì thô nà nì tù kì bàn à hàng thà ai kè xa đàl khuôn bàn tù tùl bì xoay át nâng nà tù đàm bây xa xong kà bà rộng bình chì lì đà à xò bì tù kì khăn ông kà quàm trô ai xoay át nâng phàng lắng khai chì bè kà phía bà ông kà nà tù nù cư mân toàn ai bông bình tạm kà rộng bình tục rô bọc luôn tế đồ chân nè đàm bây chiên đàl kà bà rộng bình nà mùi lù tra tay gong bà rô bọc tù kì trực bàn đọc strai chì môn sân.